Chào các bạn, hôm nay mình sẽ giải bài tập của bài 3 môn AB.NET. Thì trong phần giải bài tập này mình sẽ thực hiện lại cái phần đăng nhập ở bài tập 2, nhưng có kiểm tra tên đăng nhập và mật khẩu được nằm trong database và chào họ tên người đã đăng nhập. Tiếp theo là phân quyền cho ai được vào những cái trang nào, và cuối cùng là thể hiện những cái thông báo lỗi, đăng nhập không thành công, hoặc là lỗi là bạn không có quyền để mà vào trang này, đúng không? Bây giờ mình mở lại cái bài tập 2 sau khi đã đếm được số lượt rồi, đã chào được cái người đã đăng nhập. Rồi, đăng nhập. Ở đây mình không kiểm tra tên đăng nhập, mật khẩu, cho nên mình chỉ cần gõ tên đăng nhập là đủ. Rồi, bây giờ mình sẽ dùng cái tên đăng nhập và mật khẩu được lưu trong database để mà kiểm tra đăng nhập. Thì database là database mình đã tạo trước trong cái bài tập, trong cái bài lý thuyết của bài 3. Ở đây có sẵn quyền là quyền quản trị và thành viên và các user, các người dùng, thì thằng ID và ABC. Rồi, bây giờ mình sẽ cái phần đăng nhập này, bạn nhớ để cái này là kiểu mật khẩu, tức là cái kiểu dấu sao sao đó, thì bạn sẽ để cái test mode nó bằng password. Rồi, thì đầu tiên mình phải kết nối được với cái database này. Đầu tiên mình phải lưu chữ kết nối vào trong web config. Đây, add một cái tên là name là gì? Quản lý bán hàng. Chữ kết nối. Server của mình là server bằng quan trọng PC, UID bằng SA, password D bằng 123, và database là bằng quản lý bán hàng. Rồi, sau khi mình đã có chữ kết nối, mình sẽ cần kết nối và lấy được dữ liệu. Thì lúc trước mình đã hướng dẫn cho bạn là mình kết nối tại đâu, lấy dữ liệu tại đâu, thì mình viết tại đó. Ví dụ như là ở trang đăng nhập này, mình đăng nhập, mình sẽ chắc chắn là nếu mà làm cái công việc kiểm tra tên đăng nhập mật khẩu thì mình sẽ làm tại đây, tại vì trước khi sau khi người ta bấm nút đăng nhập. Nhưng bây giờ mình nên tạo cái việc mà kết nối và xử lý cái dữ liệu ra một cái class riêng để mình có thể dùng lại ở nhiều trang. Không thì nếu mà mình làm như vậy thì ở những trang khác mình cũng phải làm lại, không sử dụng được. Cho nên cái công việc mà kết nối và lấy dữ liệu, mình nên tạo một class riêng. Do đó mình add một cái class. Rồi, mình đặt là này là xử lý dữ liệu đi, xử lý database gì đó, database data service đi. Rồi, add. Cái add xong thì nó hỏi bạn là nó sẽ đặt những cái class riêng này á, nó đặt ở trong cái thư mục mới tên là app code, thì cái gì
Rồi. Ở đây mình cần cái class này là class chuyên để mà kết nối và xử lý dữ liệu ở database. Thì bạn đầu tiên là mình phải cần có một cái chuỗi kết nối để mà kết nối vô database đó. Mình tạo một cái string chuỗi kết nối. Rồi, chuỗi kết nối này được lấy từ cái web config, cho nên bạn add reference. Đến cái thư viện là system.configuration. Ok. Sau đó using nó. Rồi, ở đây bạn lấy configuration manager. Manager data cần chuỗi kết nối, những chuỗi kết nối lấy chuỗi kết nối từ là quản lý bán hàng, và trong cái phần đó lấy cái chuỗi kết nối ra. Rồi, mình đã có cái chuỗi kết nối. Bây giờ mình sẽ viết cái công việc làm mở kết nối. Mở kết nối thì ở đây không cần public, tại vì ở ở bên ứng dụng của mình nó sẽ không cần kiểm tra kết nối gì cả, chỉ cần gọi cái công việc mà nó muốn thực hiện thôi. Thì ở đây mình sẽ viết cái hàm mở kết nối mà không cần phải public. À, lúc trước mình hướng dẫn các bạn là mở kết nối, sau đó lấy dữ liệu và đóng kết chưa đóng kết nối. Bây giờ mình sẽ viết riêng một cái hàm mở kết nối, đóng kết nối. Thì để mở kết nối thì bạn cần có một cái kết nối thì không không thể lưu trong đây được. Nếu mà lưu ở đây á, thì những cái phương thức khác nó không nhìn thấy được cái kết nối đó, cho nên mình vẫn tạo cái kết nối ở đây, SQL connection. Thì nếu mà bạn nhớ cái tên của class mà không có nhớ cái using ở đây, thì bạn có thể đưa vào đây, chó đây, dùng cái công cụ này để nó sinh ra cho bạn cái namespace. Rồi, ok, đã có kết nối. Bây giờ cái hàm mở kết nối này bạn sẽ cái này mình làm đơn giản thôi ha. Kết nối bằng new, kết nối này chưa cần new, new đưa cái chuỗi kết nối vào, rồi kết nối open là mở kết nối. Trong kết nối thì đơn giản là close. Đây, ta mở kết nối, đóng kết nối. Bây giờ mình sẽ viết một cái phương thức mà kiểm tra tên đăng nhập và mật khẩu có đúng hay không. Thì phương thức đó được cái những cái pane này, pane đăng nhập dùng, cho đó mình phải public cái phương thức đó ra, public ha. Mình kiểm tra là đúng hay sai ha. Thì pull pull là kiểm tra đăng nhập đi. Thì kiểm tra đăng nhập này cần nhận cái username và password, cho nên mình đưa cần nhận hai thông tin vào, username khi mà viết những cái lát mà như thế này thì bạn đừng để ý đến cái phần giao diện ở trên đây. Mình chỉ viết theo cái chức năng mà mình làm thôi, không cần quan tâm cái đó là test bốc 1 hay là gì cả, chỉ cần biết là nó sẽ đưa cho mình hai cái thông tin là username và password. Rồi, bây giờ để mà làm thực hiện cái việc mà kiểm tra thì đầu tiên bạn phải mở kết nối trước. Sau khi mở kết nối xong nhớ đóng kết nối lại. Và ở đây mình sẽ làm. Thì để mà làm cái công việc này thì mình miêu tả là bạn sẽ
tìm trong cái bảng người dùng xem thử có cái dòng nào mà có username và password trùng với cái thông tin username và password mà ở trên cái giao diện nó đưa cho mình hay không. Mình xem ở database cái bảng người dùng này có hai thông tin đó hay không. Thì mình cần truy vấn dữ liệu. Truy vấn dữ liệu thì có mình lúc trước mình đã nói là đã ví dụ là mình cái thể hiện hết tất cả cái thông tin trong cái bảng ra ha. Thì lúc đó mình sẽ cần một cái gọi là comment ha. Ở đây mình dùng SQL cho nên SQL comment. Comment. Rồi. Thì SQL comment nó cần mình đưa vô hai cái thông tin là cái câu lệnh thực hiện và kết nối nào. Thì câu lệnh thực hiện ở đây và cái kết nối là cái kết nối của mình. Thì cái câu lệnh thực hiện này mình sẽ là gì? Select sound from trong cái bảng người dùng, lấy tất cả người dùng. Ở đây mình cần kiểm tra, không lấy hết mà cần kiểm tra cái dòng có trùng gì xin password, cho nên mình que 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 cái cột là tên đăng nhập, tên đăng nhập nháy 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 ở đây là cái thông tin mà người ta cần đưa, and mật khẩu. Mình xem thử lại, đây là cột mật khẩu bằng. Rồi thì cái này nháy nháy này tức là cái chuỗi mình đưa vào cho nó kiểm tra, thì chuỗi đó là chuỗi mà cái phương thức này được nhận ở đâu đó. Thì lúc này tới đây ở giữa đây là cái gì đó mình cần đưa vào, tức là hai cái thông tin ở trên đây phải đưa xuống đây. Thì ở đây mình sẽ hướng dẫn bạn đơn giản thôi, đáng lẽ không nên đưa như thế này nhưng mà mình hướng dẫn bạn các bạn đơn giản thôi. Mình sẽ đưa username xuống đây và password xuống đây. Rồi vậy mình sẽ kết thúc cái chuỗi ở đây, cộng thêm cái biến là username và cộng lại cái chuỗi ở đây. Tương tự như vậy, kết thúc cái chuỗi cộng thêm cái biến mật khẩu rồi cộng thêm cái chuỗi lại. Thì đó là cái cách đưa cái thông tin người dùng yêu cầu vào cái chuỗi truy vấn. Bạn sẽ lấy được cái tên đăng nhập và bạn sẽ kiểm tra được cái lấy được tất cả những cái dòng nào mà có username mà password trùng như thế này. Rồi sau khi đã có một cái comment thì bạn sẽ yêu cầu nó thực thi. Thì ở đây mình SQL reader, SQL reader để mình lấy dữ liệu. Rồi sau khi các bạn SQL reader thì nó sẽ trả về cho mình một cái reader, thì bạn tạo SQL data reader để mà nhận. Sau đó thì mình chỉ cần kiểm tra là có dòng dữ liệu hay không. Nếu mà cái dòng dữ liệu nào mà có vì CNAME mà password mà trùng như thế này thì mình sẽ coi như đăng nhập thành công. Tức là lúc này mình trả về bool thì cái bool lúc này sẽ là true, còn không thì còn false. Rồi thì mình sẽ if if trong cái header nó có cái thuộc tính là head row, tức là có dòng hay không. Vậy thì mình chỉ cần đơn giản là mình chỉ cần return, mình sẽ tạo một cái biến bool là ok đi bằng false ha. Nếu mà reader chấm head mà bằng bằng true thì cái reader thì cái ok nó bằng true. Đây là một cái cho bằng false. Nếu mà thấy kiểm tra mà thấy có dòng thì cho bằng true lại, và sau khi đóng kết nối mình return cái ok đó thì sẽ biết được là đăng nhập thành công hay không ha. Mình nói lại là đầu tiên là mở kết nối, sau đó
tạo một comment, thực thi cái comment đó vào cái header và đặt cái biến coi như là đăng nhập không thành công. Nhưng mà nếu mình tìm thấy cái dòng dữ liệu nào đó thì coi như là đăng nhập thành công và đóng kết nối và cuối cùng return về cái biến bool đó. Rồi ở đây cái trang trang đăng nhập thì mình sẽ, khi mà đăng nhập mình sẽ cần gọi cái lát đó, rồi cái phương thức đó, phương thức kiểm tra đăng nhập nó nằm ở trong class data service, cho nên mình cần tạo một cái đối tượng thuộc cái lớp data service trước. Vậy thì mình tạo một cái đối tượng data service ở đây, mình tạo ở đây tại vì mình có thể ở những cái hàm khác, cái phương thức khác mình sử dụng cái data service này, cho nên mình tạo ở đây, tạo database đi. Rồi mình dùng database đó, mình gọi cái hàm là kiểm tra đăng nhập với username và password là hai cái textbox ở trên cái giao diện, đó là cái textbox 1 chấm tag và textbox 2 chấm tag. Rồi ở đây nó return cho mình về true false, cho nên mình tạo biến bool ok đây, mình nhận. Rồi sau đó mình kiểm tra cái biến ok này, nếu nếu mà ok mà bằng true. Ở cái trong việc kiểm tra true false như trong cái lệnh if như thế này thì phải có thể bỏ cái này, thì cũng có thể hiểu là nếu ok bằng true ha thì mình sẽ làm công việc này, còn không á thì mình sẽ thông báo lỗi. Thông báo lỗi ở đây thì có thể mình đơn giản bạn thêm một cái dòng nữa, insert row below, đây là merge cái này lại, modify merge cell và đưa cái thông báo lỗi vào đây. Tên đăng nhập, họ mật khẩu không đúng, không đúng. Ở đây cái chữ này nó bị cái style này ảnh hưởng, cho nên bỏ style đi. Rồi có thể mình cho màu đỏ lên, thông báo lỗi thì thường màu đỏ, cho nên ở đây mình đặt là for color bằng red. Rồi có thể đặt nó vào giữa, cái td cho nó lại bằng center. Rồi ban đầu thì nó không có, hoặc là bạn sẽ vô trong cái sự kiện payload của cái này cho nó. Visible cho nó ẩn đi bằng phone. Và nếu mà nó đăng nhập thành công á, thì nó không thành công á, thì bạn sẽ visible lên bằng chuông. Ok bây giờ mình chạy thử. Rồi ở đây là trang chủ đăng nhập. Ở đây mình gọi linh tinh,
tôi đang nhập hồ mật khẩu không đúng. Đó, đang nhập đúng mật khẩu sai. Tôi đang nhập mật khẩu không đúng. Và gõ đúng là 123. Chào thiên thần IT. Ok, mình đã kiểm tra cái username và password. Bây giờ tiếp theo là mình chào họ tên người đã đăng nhập. Rồi vậy thì mình cần viết một cái thông tin, một cái phương thức là lấy cái tên đăng nhập. Lấy họ tên dựa vào cái tên đăng nhập này. Ha. Vậy mình cần viết một cái phương thức là public string. Tại vì tên đăng nhập là cái họ tên là string, vậy mình lấy họ tên. Vậy thì cần nhận vô một cái username là đủ. Mình sẽ vậy mình tại vì vi username này là cái phần phân biệt dòng này dòng kia, nó cũng là một cái thông tin để mà phân biệt không không thể trùng giữa hai cái dòng này. Thì mình hoặc là bạn có thể lấy dựa vào cái mã cái thông tin này cũng là phân biệt giữa hai dòng. Ở đây mình chọn tên đăng nhập cho nó dễ. Rồi tức là mình cần nhận tên đăng nhập vào mà lấy cho được cái họ tên của người có tên đăng nhập đó. Thì cũng tương tự như cái đoạn này, ở đây không có return, không có return pool. Rồi cái câu này sẽ là select sau select gì select họ tên rom người dùng que tên đăng nhập bằng cái này thôi, không cần mật khẩu. Sau đó ở đây mình không SQL reader, tại vì SQL reader thì nó sẽ trả về những dòng dữ liệu, nhưng mà ở đây mình chỉ cần lấy cái họ tên thôi, một dữ liệu thôi, tức là một ô thôi, không cần lấy một dòng, mình chỉ cần lấy một ô thôi. Thì ô ô đó là cái ô đầu tiên trong cái dòng dữ liệu đó, trong cái dòng dữ liệu mà lấy về. Ở đây mình select là họ tên. Thì ở đây rõ ràng là nếu với cái câu này á, thì chỉ lấy được một dòng dữ liệu và dòng dữ liệu này có một dòng một cột thôi, tức là cái một ô thôi. Select họ tên mình không select sao, select sao thì cái đó nó sẽ lấy tất cả những cái cột trong cái dòng. Thứ nhất là ở đây mình select v tên đăng nhập thì chắc chắn nó chỉ trả về một dòng thôi, tại vì chỉ có một người có tên nhập như thế thôi. Với lại mình chỉ select một cái cột là họ tên thôi, thì chắc chắn cái dòng này sẽ có một dòng một cột, thì mình không SQL reader chi cho mệt, nó sẽ trả về cho mình cái khái niệm là trả về dòng. Ở đây mình thực thêm cái lệnh đơn giản là SQL scaler. SQL scaler này nó sẽ lấy cho mình cái dòng đầu tiên và cái ô đầu tiên trong dữ liệu được lấy về ha, về SQL. Và lúc này nó trả về cho mình offset, tức là cái đối tượng mà cái dữ liệu mà nằm trong đó, trong cái ô đó, cái kiểu dữ liệu nằm trong ô đó. Rồi thì lúc này mình sẽ tạo một cái biến string họ tên bằng tên đi họ tên bằng cái này. Bạn nhớ là SQL scaler là nó sẽ trả về cho mình ô dòng đầu tiên và cột đầu tiên trong dòng đó, là tức là nó một dữ liệu chứ nó không phải là một cái dòng dữ liệu. Vậy thì nó mình sẽ tạo một cái biến để mình giữ, sau đó mình return cái biến đó, return cái họ tên. Ở đây nó là kiểu offset cho nên bạn tu chỉnh để mà có thể đưa vô được cái biến họ tên này.
Nói tóm lại là mình mở kết nối, mình thực thi cái câu lệnh để lấy cái cột họ tên với cái username người ta cần. Khi đó nó sẽ trả về một dòng một cột thôi. Thì mình dùng cái lệnh SQL Scaler để nó lấy được cái ô đầu tiên trong cái dòng đầu tiên cho nhanh. Rồi mình đóng kết nối và thì trả về cái họ tên mà người ta cần. Rồi bây giờ ở cái trang đăng nhập, thì cái lúc mà đăng nhập thành công thì mình không có lấy cái test box 1 chấm test đó mà bỏ vô đây, thì mình lấy cái DB, mình gọi cái lệnh lấy họ tên của cái tên đăng nhập, tức là cái test box 1 chấm test, thì nó sẽ giữ cái họ tên trong cái tên đăng nhập. Có thể là bạn có đổi lại này cho nó dễ hiểu là họ tên ha. Test lại. À, thiên thần IT 123. Em thấy là chào Nguyễn Văn Trọng, không chào thiên thần IT. Ok, thì mình đã lấy được họ tên và một cái phương thức mới là SQL Scaler, mình đã nói rồi, nó sẽ lấy dòng đầu tiên và cột đầu tiên trong dòng đó. Có thể lấy cái câu này bạn trả về nhiều dòng thì nó vẫn lấy cái dòng đầu tiên, hoặc là và nhiều cột thì nó vẫn lấy cái ô đầu tiên. Rồi bây giờ mình sẽ làm công việc tiếp theo là phân quyền người dùng. Ở đây ví dụ mình muốn là cái trang sản phẩm này nè, chỉ có những cái người nào mà quyền là quyền quản trị mới được vô. Hoặc là mình tạo mới một cái trang đi, là trang quản lý sản phẩm đi. Add new. Quản lý sản phẩm. Rồi, muốn cái trang này là trang này là quản trang dành cho quản trị viên. Rồi mình muốn cái trang này thì chỉ có những cái user nào mà có cái quyền là quản trị mới được vô. Ở trong cái bảng của mình là thiên thần IT có mã quyền là 1, tức là cái người quản trị thì chỉ cái người này được vô, cái người ABC không được vô. Vậy thì ở cái trang này, và mình muốn cái trang sản phẩm này nè là cái trang mà chỉ đăng nhập mới được vô, chỉ đăng nhập mới được vô ha. Vậy đây mới là mình mở ngoặc là chỉ đăng nhập, chỉ đăng nhập mới vào, thì tức là mình có hai trang mà có sự phân biệt cái quyền. Ở những cái trang như là trang chủ thì không cần phải phân biệt gì cả, không cần phải ngăn cấm gì cả, nhưng mà ở trang sản phẩm thì cần đăng nhập mới được vào, và ở trang quản lý sản phẩm thì ngoài cái việc đăng nhập và cái người đăng nhập đó phải có quyền là quản trị mới được vào. Vậy đầu tiên cái trang sản phẩm thì trước khi mình load dữ liệu để cho hiện lên, thì trước đó mình sẽ if. If là nếu mà cái họ đang ở rằng mình đăng nhập rồi mình mới cho vào, vậy cái thông tin nào mà biết người đó đăng nhập hay chưa, tức là cái thông tin là đã đăng nhập. Vậy mình muốn là mình sẽ ghi là gì? Nếu đã đăng nhập mà bằng bằng phone ha. Nếu người ta chưa đăng nhập thì mình sẽ chuyển về cái trang đăng nhập cho người ta, hoặc là mình sẽ chuyển về cái thông báo nào đó, ví dụ như bạn cần đăng nhập để mà vào cái trang này ha. Vậy mình chuyển về cái trang thông báo, add new một cái trang, mình cần có một cái trang gọi là trang thông báo. Thông báo. Rồi, để nó đi. Vậy cái trang sản phẩm này, cái trang
trang sản phẩm, mình sẽ chuyển về cái trang thông báo. Rồi, chuyển về trang thông báo. Nhưng mà mình cần cho biết là hiện tại là mình muốn thông báo cái gì để trang thông báo nó biết. Vậy thì mình cần lưu trữ một cái biến để mà thể hiện là thông báo hiện tại là thông báo gì ha. Bạn có thể dùng bạn dùng dễ dùng section ha, mã thông báo. Ví dụ ở đây mình cho quy định cái trang mà thông thông báo là bạn chưa đăng nhập là mã là 1 ha, và chuyển sang thông báo. Và ở đây cái trang thông báo nó sẽ kiểm tra session bằng máy và nó sẽ nói câu gì ha. Ở đây mình ở trang sản phẩm mình ghi là session bằng 1, ý mình nói cái câu là bạn cần đăng nhập để mà vào trang này. Vậy thì cái trang thông báo nó sẽ, ví dụ mình dùng switch switch session là mã thông báo. Ở đây mình cần ép về kiểu integer. Rồi, trường hợp mà là một thì mình sẽ ở trang thông báo nó sẽ có một cái label. Rồi. Và khi nó gặp cái session là bằng 1 thì nó sẽ cái label đó nó sẽ là gì? Bạn cần cần đăng nhập để vào trang này. Ok, đó là cái thông báo. Nó gặp trường hợp mà nó gặp session mã thông báo bằng 1 thì nó sẽ nói lên cái câu này. Bên bên trang sản phẩm sẽ thực hiện set session bằng 1 và chuyển qua trang thông báo. Tiếp theo là cái trang quản lý sản phẩm. Thì thứ nhất là nó phải cần kiểm tra người ta đã đăng nhập hay chưa. Vậy thì nó cũng làm cái công việc tương tự như cái trang sản phẩm là nếu session bằng full. Và sau khi sau công việc đó nó còn kiểm tra một công việc nữa là cái quyền đăng nhập bằng gì. Vậy thì cần để lấy cái quyền đăng nhập của cái người đã đăng nhập vào. Vậy thì ở đây mình cần viết thêm một cái phương thức là ngoài cái việc lấy họ tên mình lấy gì, lấy mã quyền, lấy mã quyền để mình xem mã quyền bằng máy để mình coi quyết định người này có được phép đăng nhập hay không, được phép vào cái trang quản lý không. Ở đây mã quyền là integer của cái người dùng này. Vậy gì, select select mã quyền, coi cái cột lại, cái cột là mã quyền. Từ cái người dùng có tên đăng nhập bằng như thế này. Rồi, mình sẽ để một cái mã quyền. SQL Scaler. Lúc này mình cần ép về kiểu integer. Tại vì ở đây là integer. Rồi. Và mình return về cái mã quyền đó. Rồi, sau khi có cái phương thức mã quyền, mình sẽ tiến hành gọi phương thức đó và mình cũng phải tạo một cái database data service để mà gọi phương thức đó. Rồi, mình sẽ gọi mã quyền. Nếu mà mình thấy nó khác cái bằng 1, tức là mình chỉ cho cái người tên đăng nhập mà bằng 1 vào thôi, mã quyền bằng 1 thôi,
Vậy thì mình nếu mà này nó mình sẽ lấy cái thông tin là integer mã quyền bằng cái tên đăng nhập, thì nó nằm ở trong cái session tên đăng nhập, tại vì ở đây không phải là cái trang đăng nhập cho nên mình không có lấy được cái text box tên đăng nhập, mà mình chỉ lấy thông qua cái session mà trang đăng nhập nó đã ghi cho mình. Rồi chấm tu trình mình sẽ lấy ra, và mình nếu mà cái mã quyền này mà nó khác bằng một, tức là mình chỉ cho cái mã quyền một vào thôi và nó khác bằng bằng một, thì mình sẽ chuyển về trang thông báo, tiếp tục chuyển về trang thông báo. Nhưng ở đây trước khi chuyển mình cũng cần xét cái session, và ví dụ mình đặt nó là bằng 2 thì khi đó mình sẽ thông báo khác. Vậy thì ở trang thông báo cần thêm thêm một cái trường hợp là nếu mà session bằng 2 2 thì mới thông báo là bạn không có quyền, không đủ quyền đi, đủ quyền. Rồi. Ở đây cần ép kiểu bốn. Rồi, đăng nhập vào. Mình thêm một cái link vào trang quản lý nữa. Quản lý sản phẩm. Rồi, trang này nó link đến cái trang quản lý sản phẩm. Rồi, ok. Rồi, mình đăng nhập vào. Ví dụ như mình chưa đăng nhập, mình vào thử trang sản phẩm. Nó thông báo là bạn cần đăng nhập phải vào trang này. Quản lý sản phẩm cũng vậy. Và khi mình đăng nhập vào, thứ nhất mình đăng nhập với cái user ABC456 là cái quyền 2. Chào Nguyễn Thị Tèo. Mình làm vào trang sản phẩm. Ok, vào được trang sản phẩm. Mình vào thì trang quản lý sản phẩm. À, ở đây mình viết chưa đúng. Ở đây mình debug lại xem. ABC 456 quản lý sản phẩm. Rồi, ở đây nó không lấy được cái dữ liệu, cái SQL nó không lấy được dữ liệu nào cả, cho nên mình không có ép về được. Và mình xem lại cái comment này. Cái chuỗi của nó đang là select mã quyền ROM tên đăng nhập bằng ở đây mình đưa vô sai, tại vì cái session nó đang giữ là giữ họ tên, nó đang giữ họ tên, mình không thể đưa họ tên vô để mà so sánh với tên đăng nhập được. Vậy mình cần sửa lại cái thông tin mà đăng nhập, chắc là cái thông tin đăng nhập. Rồi, thì ở đây ở trang đăng nhập mình vẫn lấy cái tên đăng nhập là mình vẫn giữ cái tên đăng nhập là cái test box 1. Tại vì cái thông tin tên đăng nhập là cái thông tin mà vẫn còn truyền đi ở những cái trang khác. Còn cái mình sẽ tạo mới một cái thông tin khác. Session là gì? Họ tên bằng
thông tin này. Rồi, tức là mình vẫn giữ cái tên đăng nhập. Thì có những cái nơi nó cần cái tên đăng nhập, nó không cần họ tên, tên đăng nhập để mà mình làm cái công việc nào đó, công việc dòng này dòng kia hơn. Còn cái họ tên để mình tạm thời mình để vào để mà cho cái phần là master page nó hiện được cái thông tin họ tên ở đây. Vậy ở nơi này thì mình sẽ không chào cái session tên đăng nhập mà sẽ chào session họ tên. Rồi, vậy thì ở trang quản lý sản phẩm mình vẫn để cái này, mình đi bớt lại xem cái trang sản quản lý sản phẩm, cái trang cái phương thức mà lấy mã quyền. ABC 456. Rồi, mình xem lại thì cái chữ kết nối của mình là gì? Tên đăng nhập bằng ABC. Rồi, ok. Chạy. Rồi, thì nó sẽ hiện lên thông tin là bạn không đủ quyền vào trang này. Ha. Mình thoát và mình đăng nhập lại với một hai ba. Rồi, đăng nhập vào này, trang dành cho quản trị viên. Ok. Rồi, mình đã thực hiện xong cái phần mà đăng nhập và có kiểm tra và chào họ tên và phong quyền và có thông báo lỗi. Kết thúc.